For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Quỳnh Lương, tôi không yêu thiếu gia ăn chơi. Quỳnh Lương nổi tiếng với phim Lối nhỏ vào đời, tìm lại tình yêu bên doanh nhân kém cô 2 tuổi sau ly hôn. Giữa năm 2023, Quỳnh Lương tham gia chương trình Hẹn hò Người ấy là ai và quen được Tiến Phát, doanh nhân quê Trà Vinh kém cô 2 tuổi. Cả hai từng trải qua một lần thất bại hôn nhân, có con riêng. Đầu năm, Quỳnh Lương lần đầu nói về mối quan hệ thay đổi cuộc sống. Trải nghiệm đáng nhớ của chị trong năm 2023 là gì? Tôi đã có một năm viên mãn trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Trước đó tôi từng nói mọi việc thuận lợi nhưng thiếu một người đàn ông bên cạnh. Hiện tôi tìm được mảnh ghép phù hợp, cảm nhận mọi thứ ở mức trọn vẹn. Khi bước vào mối quan hệ mới, tôi chưa bao giờ dám nói về người ấy hay suy nghĩ đến tương lai vì lúc đó chưa chắc chắn bất cứ điều gì. Hiện tôi ở tâm thế sẵn sàng, cảm nhận tình yêu có sự đồng điệu, thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu của chị gặp thử thách nào? Trước khi tôi chuyển vào Nam sinh sống, cả hai có vài tháng yêu xa. Lúc đầu, mọi thứ không suôn sẻ do tính cách, quan điểm sống khá khác nhau. Chúng tôi cãi nhau mỗi tháng. Đỉnh điểm là vào tháng 11 năm 2023. Từng nghĩ đến chuyện chấm dứt sau khi tôi xóa hết các kỷ niệm hẹn hò. Tuy nhiên khi bình tĩnh, cả hai ngồi lại chia sẻ, gỡ bỏ khúc mắc. Thường sau những lần cãi vã, tôi là người chủ động làm hòa. Tôi rất dứt khoát, có chuyện sẽ muốn giải quyết ngay, không dùng rằng vì không muốn mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc. Còn Phát sẽ khác, muốn có thời gian suy ngẫm. Các mâu thuẫn xảy ra thường rất nhỏ nhưng dễ thành lớn, một phần là do anh không chịu nói chuyện. Nhiều tháng qua, chúng tôi không còn cãi nhau lần nào nữa. Ngược lại, chúng tôi học được cách nhường nhịn nhau hơn. Tình yêu đã khiến chị thay đổi ra sao? Tôi lười làm việc hơn, trước đây tôi lao đầu vào kiếm tiền, có thể đi quay phim xong, khuya về nhà vẫn có thể tiếp tục ngồi live stream bán hàng. Lúc nào tôi cũng phải tìm gì đó để làm vì dễ suy nghĩ tiêu cực nếu rảnh rỗi. Giờ tôi bớt việc, sống tận hưởng, nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Lúc mệt tôi sẽ ngủ, dành thời gian cho bạn trai nhiều hơn. Ai tiếp xúc rồi sẽ biết tôi không phải là người dễ bị dao động bởi điều gì. Tôi từng trải qua được giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, một mình bươn trải nuôi con sau ly hôn lúc chỉ mới 18 tuổi. Khi tham gia chương trình hẹn hò, có người nghĩ Quỳnh Lương tham gia cho vui để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, quyết định của tôi lúc ấy thật sự là nghiêm túc, muốn tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Khi quen anh ấy, tôi đã học cách kiên nhẫn, chịu khó quan sát, thay đổi mọi phần tính cách để hòa hợp hơn. Gần đây, tôi vui khi nhiều người nhận xét Quỳnh Lương đằm thắm, dịu dàng hơn trước rất nhiều. Bài học chị rút ra từ một lần đổ vỡ trong hôn nhân là gì? Tôi và người yêu hiện tại đều có điểm chung là đều kết hôn sớm rồi đổ vỡ. Khi một cuộc tình kết thúc, tôi không hỏi lỗi đến từ ai mà tôi sẽ chọn cách thay đổi bản thân để không lặp lại vết xe đổ. Tôi nghĩ không ai sinh ra sẽ hiểu nhau ngay được, chỉ khi chúng ta biết cân bằng, yêu thương thì mới bên nhau lâu dài. Chúng tôi xác định một khi tiến tới mối quan hệ thì sẽ phải thích nghi. Tôi không nghĩ rằng bản thân phải hy sinh hay cam chịu khi quen Phát. Mỗi người sẽ có điểm thiếu hoàn hảo, chưa thể làm vừa lòng nhau. Nhưng trước hết phải có sự tôn trọng rồi mới đến góp ý để cùng tiến bộ. Kế hoạch tương lai gần của chị là gì? Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn vì cả hai đều tận hưởng hạnh phúc, đồng thời phát triển thêm công việc, kinh doanh ở Đà Lạt. Khi nào đi đến quyết định lớn thì tôi sẽ thông báo với khán giả, những người yêu thương mình. Điều tôi yên tâm nữa ở hiện tại là chuyện tình được gia đình hai bên ủng hộ, vun vén. Trước đây, những người đàn ông tôi quen, mẹ đều không ủng hộ, còn với Phát thì hoàn toàn khác. Thời điểm anh làm ăn khó khăn, mẹ tôi đồng ý để tôi đưa tiền để anh xoay sở. Bây giờ khi không thấy Phát, bà sẽ hỏi con trai của mẹ đâu. Trước khi dẫn tôi về ra mắt, mẹ của Phát không có nhiều niềm tin ở con trai, cho rằng anh còn ham chơi. Hiện gia đình anh yên tâm đặt niềm tin ở tôi. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt.